Phần thứ hai, định. Chương 3. Mô tả định, nhận một đề một quán. Nghiệp xứ. Đoạn 1. Định được nói đến dưới danh từ tâm trong câu tu tập tâm và tuệ. Chương 1, đoạn 1. Định nên được tu tập bởi một người đã đứng vững trên đất giới, được thanh tịnh nhờ những đức ít muốn biết đủ, và được viên mãn nhờ các khổ hạnh. Nhưng định ấy chỉ mới được mô tả vắn tắt, không dễ gì hiểu được, huống nữa là tu tập. Do vậy, còn có loạt vấn đề sau đây mà mục đích là nêu rõ chi tiết về phương pháp tu tập định. 1. Định là gì? 2. Định có nghĩa thế nào? 3. Đặc tính, bản chất, tướng trạng và nhân gần của định. 4. Có bao nhiêu loại định? 5. Gì là cấu uế của định? 6. Gì làm định thanh tịnh? 7. Làm sao tu tập định? 8. Lợi ích của tu tập định. Đoạn 2. Định là gì? Định có nhiều thứ và nhiều phương diện. Một giải đáp nhằm bao quát mọi phương diện của định thì không thể nào hoàn tất được ý định nó, mà cũng không chu toàn được mục đích của nó, và lại còn đưa đến sự tán loạn. Bởi thế, chúng ta tự giới hạn trong loại định ở đây gọi là sự nhất tâm có lợi ích. Đoạn 3. Định có những ý nghĩa như thế nào? Nó được gọi là định Samahi, với nghĩa tập trung. Tập trung là gì? Đó là sự xoay quanh của tâm và tâm sở một cách đều đặn và chánh đáng vào một đối tượng duy nhất. Bởi vậy, đấy là trạng thái nhờ có tâm và tâm sở ở trong tình trạng quân bình, chánh đáng và đặt để hết vào một đối tượng duy nhất, không phân tán hay sao lãng. Đoạn 4. Đặc tính của định là không phân tán, bản chất hay nhiệm vụ nó là loại trừ phân tán, tướng của nó là không tán loạn, nhân gần của nó là lạc, do câu nhờ lạc tâm vị ấy được định. Dê, chương 1, 73. Đoạn 5. Có bao nhiêu loại định? 1. Trước hết, nó thuộc một loại với đặc tính không phân tán. 2. Hai loại là định cận hành và định an chỉ. 3. Hai loại là thế gian và xuất thế gian. 4. Định có hỷ và định không hỷ. 5. Định câu hữu lạc và câu hữu xả. 6. Định ba loại là hạ, trung và thượng. 7. Có tầm, tứ, vân vân. 8. Định câu hữu lạc. 9. Định có giới hạn, đại hành và vô lượng. 10. Định bốn loại là khó tiến. 11. Giới hạn với đối tượng hữu hạn. 12. Định phân loại theo các thiền chi. 13. Theo thối giảm tù động. 14. Theo cõi. 15. Theo bốn như ý túc. 16. Định năm loại theo năm thiền. Đoạn 6. 1. Định một loại ý nghĩa đã nói. 2. Định hai loại cận hành định là sự nhất tâm đạt được nhờ các phương pháp, sáu tưởng niệm, tử tưởng, quán sự bình an, quán bất tịnh của đoàn thực, phân tích tứ đại và sự nhất tâm có trước định an chỉ. Định an chỉ là sự nhất tâm theo liền sau công việc chuẩn bị. Như luận nói, chuẩn bị cho sơ thiền là một duyên, kể như vô gián duyên cho sơ thiền. Đoạn 7. 3. Định thế gian là sự nhất tâm có tánh thiện ở ba cõi dục, sắc, vô sắc. Xuất thế gian là định thuộc thánh đạo. Đoạn 8. 4. Định câu hữu hỷ là sự nhất tâm ở hai thiền đầu trong bốn thiền hoặc ba thiền đầu trong năm thiền. Định không hỷ là sự nhất tâm trong hai thiền cuối. Nhưng cận hành định thì có thể có hỷ hoặc không hỷ. Đoạn 9. 5. Định câu hữu lạc là sự nhất tâm ở hai thiền đầu trong bốn thiền và ba thiền đầu trong năm thiền. Định câu hữu xả là định trong một thiền còn lại, ở cả hai hệ thống bốn và năm thiền. Định cận hành có thể câu hữu lạc hoặc câu hữu xả. Đoạn 10. 6. Định ba loại thứ nhất, định mới đạt được là thấp, chưa được phát triển là trung bình, đã thuần thục đến mức làm chủ là cao. Đoạn 11. 7. Thứ hai, định có tầm, tứ là định ở sơ thiền và định cận hành.
Không tầm có tứ là định ở nhị thiền trong năm thiền. Vì khi một người thấy nguy hiểm trong tầm mà không thấy nguy hiểm trong tứ, thì chỉ mong bỏ tầm khi vượt qua sơ thiền, và bởi thế đạt đến định không tầm có tứ. Định không tầm, tứ là sự nhất tâm ở ba thiền còn lại, khởi từ nhị thiền trong bốn thiền và tam thiền trong năm thiền. Xem Trường Bộ Kinh, chương 2, đoạn 219. Đoạn 12, 8, thứ 3, định câu hữu hỷ, định ở hai thiền đầu trong bốn thiền hay ba thiền đầu trong năm thiền. Định câu hữu lạc là định ở các thiền vừa kể, và định ở tam thiền trong hệ thống bốn thiền và tứ thiền trong hệ thống năm thiền. Định câu hữu xả là định ở thiền cuối cùng trong cả hai hệ thống. Định cận hành có thể câu hữu với hỷ lạc, có thể câu hữu xả. Đoạn 13, 9, thứ 4. Định có giới hạn là sự nhất tâm trong cận hành định. Định đại hành là sự nhất tâm trong thiện tâm thuộc sắc giới và vô sắc giới. Định vô lượng là sự nhất tâm liên hệ đến tám thánh đạo. Đoạn 14, 10. Định bốn loại là khó tiến, lâu đắc, khổ tiến, mau đắc, dễ tiến, lâu đắc và dễ tiến, mau đắc. Đoạn 15. Sự phát triển mức tập trung kể từ phản ứng tâm ý đầu tiên đến khi phát sinh cận hành gọi là tiến, và tuệ phát sinh từ cận hành đến an chỉ gọi là đắc. Sự tiến triển này khó khăn đối với một số người, dễ bởi sự phản kháng dai dẳng của những pháp đối nghịch, những triền cái vân vân. Đối với một số khác thì dễ, vì không gặp những khó khăn trên, sự chứng đắc cũng vậy. Đoạn 16. Khi một người tu tập những pháp không thích hợp thì khó tiến lâu đắc, khi tu pháp thích hợp thì dễ tiến mau đắc. Nhưng nếu lúc đầu tu pháp không thích hợp, sau tu pháp thích hợp, hoặc ngược lại, thì như vậy là hỗn hợp. Về các pháp thích hợp không thích hợp sẽ nói ở chương 4, đoạn 35 trở đi. Nếu khởi sự tu khi chưa làm công việc chuẩn bị là trừ khử các chướng ngại vân vân thì khó tiến, ngược lại thì dễ tiến. Chương 4, đoạn 20. Nếu không hoàn tất thiện xảo về định an chỉ thì lâu đắc, và ngược lại thì mau. Thiện xảo về định an chỉ sẽ nói ở chương 4, đoạn 42. Đoạn 17. Ngoài ra, bốn loại định này còn kể theo tham và si, và tùy theo hành giả đã tập chỉ và quán hay chưa. Nếu hành giả nặng tham dục thì rất khó tiến, nếu không nặng thì dễ tiến. Nếu hành giả nặng về si thì tuệ lâu đắc, ngược lại thì mau đắc. Nếu không tập tịnh chỉ thì khó tiến, đã thực tập tịnh chỉ thì dễ tiến. Nếu không tập tuệ quán thì lâu đắc, đã tập thì mau đắc. Đoạn 18. Lại còn phân theo cấu uế và các căn. Nếu cấu uế sắc mạnh, căn chậm lục thì khó tiến và lâu đắc. Nếu căn linh lợi thì mau đắc. Nếu cấu uế yếu, căn cũng cùng nhục thì dễ tiến và lâu đắc. Nhưng nếu căn linh lợi thì mau đắc. Đoạn 19. Bởi vậy, về phương diện tiến triển, chứng đắc này khi một người đạt đến định với sự tiến triển khó khăn và tuệ, thắng trí, chậm lục, thì định ấy gọi là định khó tiến lâu đắc, tương tự với ba trường hợp kia. Đoạn 20. 11. Thứ hai, bốn loại là định giới hạn với một đối tượng hữu hạn, định có hạn với một đối tượng vô hạn, định vô hạn với một đối tượng hữu hạn, và định vô hạn với một đối tượng vô hạn. Hữu hạn là định không quen thuộc và không thể là điều kiện cho một thiền cao hơn, có đối tượng không nới rộng, là định với đối tượng hữu hạn. Chương 4, đoạn 126. Khi định có tính cách quen thuộc, khéo tu tập và làm điều kiện cho một thiền cao hơn thì gọi là định vô hạn. Định phát sinh với một đối tượng nới rộng gọi là định với đối tượng vô hạn. Đoạn 21. 12. Định bốn loại thứ ba, đó là sơ thiền gồm năm thiền chi là tầm, tứ, hỷ, lạc, định, đạt đến sau khi trừ bỏ năm triền cái. Nhị thiền còn ba thiền chi, bỏ tầm và tứ. Tam thiền còn hai thiền chi, bỏ hỷ. Tứ thiền bỏ lạc, còn hai yếu tố là định và xả. Đoạn 22, 13. Định bốn loại thứ tư là định dự phần vào thối giảm, dự phần vào tù động, dự phần vào thân tích và dự phần vào thể nhập. Dự phần vào thối giảm
là có thể đưa đến sự ngược lại, tán loạn. Giữ phần vào tu động là sự dừng lại, trú của niệm tương ưng với định ấy. Giữ phần vào phân tích là đạt đến sự phân biệt cao hơn. Giữ phần vào thể nhập là có thể đạt đến tưởng và các ý câu hữu với ly dục. Khi một người đắc sơ thiền mà có thể tưởng và tác ý câu hữu với dục, thì tuệ của vị ấy dự phần vào thối giảm. Khi niệm tương ưng với định ấy đứng lại, thì tuệ dự phần vào tù động. Khi vị ấy có thể tưởng và tác ý không câu hữu với tầm, thì tuệ vị ấy dự phần vào thắng giải. Khi vị ấy có thể tưởng và tác ý câu hữu với vô dục, hướng đến ly tham, thì tuệ vị ấy dự phần vào thể nhập. VBH 330. Những định liên hệ đến bốn thứ tuệ này cũng có bốn. Đoạn 23. 14. Định bốn loại thứ năm: định dục giới, sắc giới, vô sắc giới và định liên hệ tám thánh đạo. Định dục giới là tất cả loại định cận hành. Ba loại kia là sự nhất tâm thuộc thiện tương ưng với thiện sắc giới, vô sắc và thiền thuộc đạo lộ. Đoạn 24. 15. Bốn loại thứ sáu là định đạt được nhờ tinh cần nhiều, nhờ nhất tâm tinh tiến hay trạch pháp nhiều. Đoạn 25. 16. Định năm loại theo năm thiền, khi phân nhị thiền làm hai là thiền không tầm có tứ và không tầm không tứ, gọi là nhị thiền và tam thiền ở hệ thống năm thiền. Đoạn 26. Cái gì làm ô nhiễm định? Gì làm nó thanh tịnh? Vihanga nói cấu uế là trạng thái dự phần vào thối giảm, thanh tịnh là trạng thái dự phần vào thắng giải. Thối giảm là khi một người đắc sơ thiền mà có thể tưởng là tác ý câu hữu với dục, tuệ vị ấy dự phần vào thối giảm. Và trạng thái dự phần vào thắng giải là khi vị ấy có thể tác ý và tưởng không câu hữu với tầm. Đoạn 27. Làm thế nào tu tập định? À, tóm tắt, phương pháp tu tập loại định liên hệ tám thánh đạo, xuất thế, bao gồm trong phương pháp tu tập tuệ. Chương 22. Vì trong khi tu tuệ, định cũng được phát triển, bởi thế ở đây ta không bàn đến sự tu tập định xuất thế. Đoạn 28. Nhưng định thế gian phải được tu tập bởi một người đã đứng vững trên đất giới, có giới hoàn toàn thanh tịnh như đã mô tả. Vị ấy phải đoạn trừ 10 chướng ngại, gần gũi thiền tri thức. Người cho một đề tài thiền quán phải nắm lấy một trong 40 đề tài, cái nào thích hợp với cá tính hành giả, sau đó phải tránh ngôi chùa không thuận lợi, đến sống tại một chỗ thuận lợi cho sự tập định, rồi phải trừ khử các chướng ngại phụ thuộc và không bỏ qua bất cứ một chỉ dẫn nào. B. Khai triển chi tiết. Đoạn 29. 10 chướng ngại đó là trú xứ, gia đình, lợi dưỡng, đồ chúng, việc xây cất, du lịch, quyến thuộc, ưu não, sách vở, thần thông. Đoạn 30. Trú xứ có thể là một phòng nhỏ trong nhà, một cái chòi, một tu viện. Đây không phải là một chướng ngại cho tất cả mọi người. Nó chỉ là một chướng ngại cho người bận tâm việc xây cất đang tiến hành ở đấy, hoặc có nhiều đồ đạc ở đấy, hoặc bận rộn vì một công việc liên hệ đến chỗ ấy. Đoạn 31. Có câu chuyện như sau. Hai thị nam tử rời khỏi Anuradhapura để xuất gia tại tu viện Thù Bà Rama. Một người học hai tạng pháp và luật, sau khi mãn năm tuổi hạ, dự lễ tự tứ rồi, đến một nơi tên gọi là Basinakhandaraja. Vị kia ở nguyên tại chỗ. Khi người ra đi đến Basina, lưu lại một thời gian lâu, trở thành một trưởng lão, vị ấy nghĩ, chỗ này an cư rất tốt, ta sẽ đi mời bạn. Bởi thế vị ấy ra đi đến Thù Bà Rà Ma. Khi đến nơi, một trưởng lão đồng hàng ra đón, cầm bát và thi lễ. Đoạn 32. Vị khách tăng đi vào chỗ trú dành cho mình. Ông nghĩ, chắc bạn ta sẽ đem cho ta ít bơ hoặc nước ngọt hay cái gì để uống. Vị ấy ở đây đã lâu. Đêm ấy, ông không được một thứ gì. Buổi sáng, trưởng lão lại nghĩ, bạn sẽ gửi đến cho ta cháo và thức ăn nhận được từ những ngoại hộ cư sĩ. Khi không có ai mang gì đến, trưởng lão nghĩ, không có người mang đến, có lẽ họ sẽ cúng khi chúng ta đi vào thành.
Sáng sớm, các đại đức cùng vào thành. Khi họ đã đi hết một con đường phố và chỉ được một muỗng cháo, họ ngồi tại một nhà mát để uống cháo ấy. Đoạn 33. Vị khách tăng nghĩ, có lẽ không có sự bố thí từng người. Khi đến giờ ăn, chắc người ta sẽ cho món ăn đặc biệt. Khi đến giờ, họ cũng chỉ ăn cái gì đã xin được trong khi đi khất thực. Khách tăng hỏi, bạch đại đức, tại sao vậy? Ngài sống kiểu đó suốt năm sao? Vâng, hiền giả. Bạch đại đức, bà Sina Khan Đa Rà Già, rất tiện nghi, chúng ta hãy đến đấy. Khi trưởng lão khách tăng rời khỏi đô thị bằng cửa nam, thì gặp bạn đang đi trên đường. Trưởng lão hỏi, bạch đại đức, đi đâu vậy? Thế không phải hiền giả đã khuyên tôi đi Ba Xì Na sao? Nhưng sao lại như thế? Đại đức không có một vật dụng nào cả, tại một nơi đã ở lâu đến thế. Đúng thế, hiền giả. Giường và ghế thuộc của tu viện đã được để lại đúng chỗ của nó, không có vật gì khác. Nhưng bạch đại đức, tôi đã quên lại đấy chiếc gậy, chai dầu và túi đựng dép. Hiền giả đã tích trữ nhiều đến thế, chỉ mới ở một ngày. Vâng, thưa đại đức. Đoạn 34. Vị trưởng lão khách rất hài lòng tán thán. Đối với những người như hiền giả thì các nơi đều là trú xứ ở rừng. Tu viện Thù Bà Rà Ma là nơi xá lợi của bốn đức Phật được tôn thờ, có sự nghe pháp thích đáng trong điện Brazen, có đại điện để chiêm ngưỡng và có thể thăm viếng các trưởng lão. Nó giống như thời Phật tại thế. Chính ở đấy bạn nên sống. Hôm sau, trưởng lão ôm y bác ra đi một mình. Trú xứ không là một chướng ngại cho một người như vậy. Đoạn 35. 2. Gia đình gồm những quyến thuộc hoặc những cư sĩ ngoại hộ tương ưng. Bởi vì ngay cả gia đình thí chủ cũng là một chướng ngại cho những người nào sống liên hệ mật thiết với họ theo kiểu mà kinh mô tả. Vì ấy vui khi chúng vui. Một người không đi đến một tu viện để nghe pháp nếu không có những người trong gia đình thí chủ đi theo. Nhưng ngay cả cha mẹ cũng không là chướng ngại cho một người như tỷ kheo trẻ, cháu của một trưởng lão ở tu viện Korandaka. Đoạn 36. Đại đức đến Rohana để học. Chị của trưởng lão luôn luôn hỏi tin tức con trai. Bởi thế một ngày kia, trưởng lão đi Rohana để đưa cháu về. Đoạn 37. Vị đại đức tỷ kheo trẻ cũng nghĩ, ta ở đây đã lâu, bây giờ ta có thể đi thăm y chỉ sư của ta và thăm bà tín nữ ra sao. Rồi đại đức rời Rohana. Hai thầy trò gặp gỡ trên bờ sông Maheveli. Đại đức hầu trưởng lão dưới gốc cây. Khi được hỏi con đi đâu, đại đức nói ra ý định của mình. Trưởng lão nói, con làm phải đấy. Bà tín nữ cứ hỏi thăm con hoài, nên ta phải đến đây. Con đi đi, ta sẽ ở lại chỗ này an cư mùa mưa. Và trưởng lão bảo tỷ kheo ra đi. Đại đức đến tu viện vào đúng ngày để an cư mùa mưa. Trú xứ dành cho đại đức tình cờ lại là trú xứ của phụ thân đại đức đã nhận trách nhiệm cúng dường. Đoạn 38. Hôm sau, thân phụ đại đức đến nơi hỏi, bạch chư đại đức, trú xứ chúng tôi cũng rơi vào tay người nào vậy? Khi ông được biết nó rơi vào một khách tăng trẻ, ông đến bên vị ấy đảnh lễ và thưa, bạch đại đức, có một tục lệ bắt buộc đối với vị nào an cư tại trú xứ chúng tôi. Lệ ấy như thế nào? Đó là chỉ nhận đồ ăn khất thực tại nhà chúng tôi suốt 3 tháng mùa mưa và cho chúng tôi được biết ngày nào sẽ ra đi sau lễ tự tứ. Đại đức im lặng nhận lời. Cư sĩ trở về bảo vợ, có một đại đức khách tăng đã ở trong trú xứ của chúng ta để an cư mùa mưa, bà hãy săn sóc vị ấy chu đáo. Bà vâng lời, sửa soạn những thức ăn loại cứng loại mềm cho tỷ kheo, mặc dù đại đức đi đến nhà cha mẹ vào giờ ăn mà không ai nhận ra. Đoạn 39. Sau khi đã khất thực ở đấy 3 tháng mùa mưa, đại đức báo tin sắp ra đi. Bà con bảo, bạch đại đức, xin hãy lưu lại đến nay. Hôm sau, họ mời đại đức dùng bữa tại nhà, đổ dầu đầy ống cho đại đức, cúng một tảng đường và 9 mét vải, và để đại đức ra đi. Đại đức chúc lành cho họ rồi trở về Rohana. Đoạn 40. Y chỉ sư của đại đức đã xong lễ tự tứ, đang trên đường về. Họ gặp nhau tại chỗ trước kia. Đại đức làm những bổn phận của người đệ tử dưới gốc cây. Vị trưởng lão hỏi, con có gặp bà tín nữ không? Bạch, có. Và kể cho trưởng lão nghe những gì đã xảy ra.
rồi Đại Đức thoa dầu vào chân thầy, làm một thứ nước đường cho ngài và cúng dường ngài 9 mét vải. Sau khi đảnh lễ trưởng lão, Đại Đức bạch chỉ có Johanna là thích hợp cho con và ra đi. Trưởng lão cũng trở về tu viện của ngài và hôm sau đi vào làng Korandaka. Đoạn 41. Chị của trưởng lão đứng ngóng trên đường mà nghĩ, em ta sẽ đến cùng với con ta. Khi bà thấy trưởng lão đến có một mình mới nghĩ, ôi chắc con ta chết rồi, và ngã lăn ra dưới chân trưởng lão khóc than kể lể, nghĩ rằng vì hạnh thiểu dục mà tí kheo trẻ đã ra đi không loan báo. Trưởng lão an ủi bà tín nữ và kể cho bà nghe những gì đã xảy ra, rồi rút tấm vải kia cho bà xem. Đoạn 42. Bà mẹ an lòng quỳ gối hướng về con đường mà con bà đang đi và bảo, chắc hẳn Đức Thế Tôn đã chỉ dạy con đường của các thánh tài, biết đủ hối với bốn vật dụng và ham thích tu tập, khiến cho một vị tỷ kheo như con ta đã trở thành một bậc thân chứng. Bởi thế, mặc dù vị ấy ăn trong nhà cha mẹ suốt 3 tháng mà không bao giờ nói con là con của mẹ hay mẹ là mẹ của con, ôi, thật là một con người kỳ diệu. Ngay cả cha mẹ cũng không là chướng ngại đối với một người như vậy, nói gì đến thí chủ. Đoạn 43. 3. Lợi dưỡng là bốn vật dụng, làm sao chúng thành chướng ngại? Bất cứ một tỷ kheo xứng đáng đi đâu, người ta cũng cúng dường thật nhiều vật dụng. Vì cứ phải chúc lành cho họ, nói pháp cho họ, vì ấy không có dịp nào để làm các việc của nhà khổ hạnh. Từ sáng sớm đến tối mịt, vì ấy không có lúc nào gián đoạn sự tiếp xúc với bổn đạo. Lại nữa, mới vừa tảng sáng, những người khất thực ưa béo mập đã đến bảo, bạch Đại Đức, nam cư sĩ X, nữ cư sĩ Y, đạo hữu nọ, con gái đạo hữu kia muốn gặp Đại Đức. Và vì sẵn sàng để ra đi, nên vị ấy nói, hãy đem y bát hiền giả. Cứ thế, vị ấy luôn luôn trong tình trạng khẩn trương. Như thế, tứ sự cúng dường trở thành một chướng ngại cho vị ấy. Vị ấy nên rời đoàn nhóm mà ra đi một mình, đến một chỗ nào không ai biết. Đấy là cách chấm dứt trở ngại. Đoạn 44. 4. Đồ chúng là một nhóm học trò kinh hay luận. Nếu vì dạy dỗ trả lời những câu hỏi của đám này mà không có thì giờ thi hành sa môn hạnh, thì đồ chúng ấy trở thành một chướng ngại. Vị ấy nên trừ chướng ngại ấy bằng cách sau. Nếu những tỷ kheo đã học xong phần chính, chỉ còn một ít thì nên dạy cho xong mà đi vào rừng. Nếu chỉ mới học một ít, còn lại nhiều, thì vị ấy nên đi đến một giáo thọ sư khác ở cách không quá một lý và nhờ dạy tiếp. Nếu không tìm ra vị nào thay, thì nên giả từ lớp học để làm phận sự mình. Đoạn 45. 5. Xây cất là làm nhà mới. Người lo việc này phải biết rõ vật liệu đã mua, chưa mua, phải trông coi cái gì đã làm xong, chưa xong, cho nên công việc này luôn luôn bận rộn. Nên trừ chướng ngại bằng cách, nếu còn lại ít thì nên làm cho xong, nếu còn nhiều nên giao lại cho chúng tăng khi đó là cơ sở chung. Còn nếu là của riêng thì nên giao cho người tín cẩn hoặc bỏ lại cho tăng đoàn mà đi. Đoạn 46. 6. Du lịch là đi xa. Nếu có người xin thọ giới xuất gia ở một nơi khác, hay nếu tại đấy có một vật dụng không thể thiếu, thì nó sẽ thành một chướng ngại nếu vị ấy đi vào rừng tu trong khi chưa làm chuyến du hành đến chỗ ấy. Vị ấy sẽ khó xua đuổi ý nghĩ về cuộc hành trình, do đó nên làm xong cuộc hành trình ấy trước khi vào rừng. Đoạn 47. 7. Quyến thuộc. Ở tu viện thì đó có nghĩa là vị giáo thọ sư, y chỉ sư, đồng trú, đệ tử, đồng giáo thọ sư, đồng y chỉ sư. Ở nhà thì đó là cha mẹ, anh em, vân vân. Khi những người này lâm bệnh thì đó là một chướng ngại cho tỷ kheo. Bởi thế, chướng ngại này cần trừ bằng cách chữa lành người bệnh. Đoạn 48. Khi y chỉ sư lâm bệnh, tỷ kheo phải suốt đời trông nom. Nếu bệnh không chống khỏi, cũng thế. Đối với vị thầy lúc xuất gia, lúc thọ giới, vị đồng trú, những đệ tử mà vị ấy đã thâu nhận xuất gia, và đối với đồng y chỉ sư, nhưng đối với giáo thọ sư, đối với học trò mà ta dạy giáo lý, và đối với những người đồng học, đồng giáo thọ sư, thì nên săn sóc họ bao lâu lớp học còn tiếp tục, và nếu có thể thì cứ tiếp tục săn sóc sau đó. Đoạn 49. Mẹ và cha cần đối như y chỉ sư. Nếu cha mẹ ở trong thành
và cần sự giúp đỡ thì phải giúp. Nếu các vị không có thuốc men, phải cung cấp thuốc của mình. Nếu không có, hãy đi xin để cung cấp. Nhưng nếu anh chị em bệnh, chỉ nên để họ dùng cái gì của họ. Nếu họ không có, thì nên đem của riêng tạm cho dùng, sau lấy lại. Nếu không lấy lại được, cũng không nên phàn nàn. Không được cho hay chế thuốc cho chồng của em gái hoặc chị. Nhưng có thể đưa cho em gái, chị mà bảo, hãy đưa cho chồng của em hay chị dùng. Đối với vợ của anh hoặc vợ của em trai cũng vậy. Nhưng với cháu thì tỷ kheo được phép cho thuốc, chế thuốc vì chúng có liên hệ máu mủ.